Kính chào bà con, ở đây có một cái lô bà con mới mở biển năm đầu để rất là cao và để rất là to mới mở nè bà con, khoảng 8 năm nè. Để thấy đo hoành ngay chỗ cái chướng cạo nha. 1 nè. 20 40 60 62 63 nha bà con. Còn từ gốc lên là bà con mở cạo bao nhiêu nha. 2 4 6 8 10. Ồ, cái này là đáng lẽ mét 2 phải lên tới đây nha, 1 12. Bà con mở hơi hấp, cây to mà mở vậy là hơi hấp cũng. Thì cái lô này thấy cũng chia sẻ với bà con là để 8 năm mới mở cạo, và mỗi cửa cạo là cạo đi 2. Và 250 mấy cây được ngày cử hôm nay là được 81 kg. Cái độ là 36 độ, hiện tới hiện giờ cạo được một 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 lớp vậy nè, mà độ rất là cao, 36 độ nha bà con. Bà con như vậy là cái lô này thì giống này bà con cũng nên trồng. Cái giống này thì thấy là cây nào nó cũng chảy mũ xuống, thì thấy nhìn ra thì là rêu 114 á, rêu 114. Thì không biết bà con nhận định cái lô này là phải có phải là giống rêu 114 hay không ha. Thấy nhận định cái này là rêu 114, bà con để khoảng 8 năm, 8 năm mới mở cạo. Như vậy thì cái giống này độ cao và có mũ, cạo đi 2 mà được 81 kg, như vậy mình cạo đi 3 là nó sẽ nhiều hơn nha bà con. Như vậy thì cái giống này cũng là cái giống nên trồng, cái giống rêu 114 ha. 14 cây nào nó cũng xì mũ chảy xuống là cái loại là giống đó nha bà con. Đó, thì thấy cũng chia sẻ cũng nó cái giống này nó có nhiều, nó xì mũ xuống này, nó chảy mũ giống như là nó bị nấm hồng, nhưng mà không phải, cái loại nó vậy á. Và nó có nhiều da me đó, rất nhiều da me ha, đó, mũ rất nhiều. Rồi thấy cũng chia sẻ ngắn. Cảm ơn bà con và hẹn gặp lại bà con những video khác.